like a natural environment, no, you're not. Ở bên đây bán cũng tiền luôn á. Bên này không có. Ủa, thời tiết lạnh tuyết mà có mọc này. Rồi những cái hoa mà nó ngủ sau này thì nó phải lạnh. Ác thì phải có lạnh, nhiều khi không có lạnh nó không nở. Sao ạ? Nó không có đủ, nó phải stick. Giống như là nó phải lạnh nó mới ngủ luôn hả? Nó mới ngủ, ngủ thì nó mới nở ra cái năm sau. Như là hồi xưa có mấy cái trồng cái cây gì là plum á, nó không đủ lạnh, nó không ra trái. Nghĩ từ hái bên này. Like cherry, you need really cold. Táo cũng vậy. Ừ, có táo thì nó không ngon sống, nhưng mà cherry á, nó cần lạnh nó mới sống được. Nó không ngon như thế đó, nó không ra trái. Nó sống rồi nó không ra trái. Panzer reporting.